Hey yo yo, chào mừng em quay trở lại với channel của Tun Kun nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với giáo án top 1. Thức thần hôm nay chúng ta đón xem sẽ là đại nhạc hoàn Otakemaru và được chơi bởi thần rừng Trung Quốc LFKO nha anh em. Hiện đang là top 1 rank bên server Trung Quốc. Đó, và chúng ta hãy cùng điểm qua về hệ thống chiêu thức của thanh niên Otakemaru này nha. Bởi vì đây cũng là một thức thần mới và mình cũng chưa rõ lắm về cái chiêu thức của thức thần này sau một khoảng nghỉ game khá lâu. Và chúng ta cùng đi vào xem qua đã nha. Cái nội tại của thức thần này đó chính là khi tấn công sẽ tích lũy cho mục tiêu điểm. Khi tích lũy đủ điểm thì sẽ thêm sát thương. Đấy. Và mỗi lần đại nhạc hoàn tham gia phong ấn thức thần thì sẽ được hồi phục máu và tăng song kháng ở xung quanh thức thần bị phong ấn ở vãi trưởng. Nghe vậy hiện nay đi trâu quá chứ còn gì anh em. Chiêu thứ nhất là lục minh sấm nổ, Otaku sẽ chém về phía chỉ định. Nếu kẻ địch trúng ở phạm vi tấn công cuối cùng thì sẽ được nhận hiệu ứng tăng tốc, đồng thời sẽ liên tục nhận được điểm năng lượng và có thể dùng lại kỹ năng này. Ai chà. Và khi dùng lại kỹ năng này thì Otaku sẽ triệu hồi được cái bão táp có sấm sét xung quanh người, gây sát thương nhiều bậc cho kẻ địch xung quanh và hồi phục máu cho bản thân. Hiện nay thì bá quá còn gì. Chiêu thứ hai đó chính là thi triển lục minh thiên cổ về phía chỉ định, gây sát thương duy trì và có thể giảm tốc cho kẻ địch ở điểm đích. Tiếp tục sử dụng kỹ năng này thì sẽ triệu hồi lại. Ok. Chiêu thứ ba là lục minh tật đình, Otakemaru sẽ bứt phá về phía chỉ định, cường hóa đòn đánh thương tiếp theo để gây sát thương phạm vi. Cường hóa đòn đánh thương đánh trúng xong sẽ trả lại một số thời gian hồi kỹ năng. Ai chả. Và chiêu cuối đó chính là kiếm vực vô tận. Otakemaru sẽ thi triển kiếm vực về hướng chỉ định, đầy ải thức thần phê địch đầu tiên chúng phải. Có nghĩa là kiểu định thân này anh em. Và tăng thêm điểm hư lôi trong thời gian đầy ải sẽ không thể thao tác, mất đi tầm nhìn và ở trạng thái vô địch. Ai dạ. Nhưng kiểu là khóa cứng thằng này đấy anh em, khóa cứng đối phương, không thể làm được gì. Đấy. Vô địch có nghĩa là cũng chúng ta không thể đánh được họ và họ cũng không thể đánh được. Có nghĩa là khóa luôn, cho nó biến mất luôn. Và kiếm ngục đóng lại sẽ gây sát thương cho mục tiêu vật lý. Trong một khoảng thời gian, Otakemaru sẽ dựa vào thuộc tính của mục tiêu, sẽ tăng lực công và song kháng của bản thân. Ai chả. Tăng số lần sát thương tối đa và thời gian duy trì. Ai à, vậy là anh em ulti vào thằng có đam vật lý thì anh em sẽ được tăng vật lý, tăng đam vật lý và song kháng. Kinh thật. Thì anh em đủ thấy cái thức thần đại nhạc hoàn này nó bá trời như thế nào rồi đấy. Khi chúng ta sử dụng ulti chuẩn và khi tiêu diệt được đối phương thì hồi máu và tăng song kháng lên cực kỳ khủng khiếp. Và chúng ta cùng đi vào trận đấu này nha. Vâng, LFKO đã có cho mình 6-0 rồi. Trong thời gian mình đọc chiêu thức thì đã làm nhẹ thêm 3 mạng nữa. Đồ đây chắc chắn là sẽ lên đồ đam theo chiêu thức rồi anh em. Đam chiêu thức rồi. Đấy. Gây cây cây liềm xanh rồi. Bây giờ là kiếm lửa. Ok. Rất khỏe. Level 13. Outplay level so với out level so với team kia rồi. Đang dồn đam thẳng vào support. Có chiêu cuối và support luôn anh em ạ. Ai chà. Vâng, và tiêu diệt được pháp sư team bên kia. LFKO đang đứng rình rập để vào. Có sử dụng chiêu lướt lên để đánh hay không, hay chỉ là chiêu một chém để lấy. Đây rồi. Ném chiêu 2 ra để làm chậm này. Ok, thu lại. Lướt qua bên kia tường để ăn mạng không. Wow. Team đỏ đánh cũng rất cháy khi ra vào combat cực kỳ hợp lý. Đấy. Đây anh em này, cái chiêu xoay là hồi lại máu này. Kinh thật đi chứ lệ. Thế này thì LFKO khỏi phải về nhà luôn nha anh em này chưa. Anh em nhìn thấy đánh lại hồi tiếp máu này. Và quay sang ăn Orochi này. Từ đầu game đến giờ là LFKO chưa phải về nhà một lần nào nha anh em. Chưa phải về một lần nào luôn. Trừng phạt chuẩn, lấy được con Orochi rồi. Đây rồi, nạn nhân. Ôi, chiêu một trượt rồi. Quăng làm chậm ra thì lại tiêu diệt được đối phương. Đấy. Mikasu đã nằm xuống. Vân ngoại kính đang lao lên làm gì đây. Có trạng thái tiếp theo hồi lấy máu.
Otekumaru đang dình tiêu diệt thanh niên nào. Rồi, ok, đấm vào support luôn anh em ạ. Đấm support luôn. Đấm được ai thì đấm thôi. Vâng, có xoay nhưng mà không là 15 level. Bên kia cao nhất mới có 13. Out level vãi nhai. Ăn thêm con cua luôn. Để thể hiện cái độ uy tín của mình. Đó. Trận đấu này đang có 431 người xem anh em. Chúng ta có thể thấy là Đại Nhật Hoàn đang tăng cho mình mắc chiêu 1. Sau đó là chiêu 2. Và chiêu 3 là tăng tiếp theo. Chiêu cuối tăng bình thường thôi. Đây rồi. Vân ngoại kính có nằm xuống hay không? Ui dồi, đánh rất đau nha anh em. Có thêm cho mình một mạng nữa là 7-0 rồi. Gọi luôn con cua ra chơi cho nó vui. Đây là một thức thần trạng thái kiểu như là đấu sĩ nha anh em, kiểu samurai ấy. Đấy, rất trâu. Khi vừa hồi máu này còn tăng. Ui ôi. Thôi xong rồi, xong rồi. Bật tốc chạy lên lùa rồi. Ui rồi ôi, xoay rồi. Ui rồi ôi. Bay màu luôn rừng tim bạn. Khổ vãi. Rất cục đến từ left cầu. Vâng. Chạy như một cái máy lên đấm thẳng luôn. Không cho đối phương có một cơ hội để thoát. Quá kinh khủng. Ê à, tường giấy này vẫn lướt qua được à? Càng nhè. Đó anh em thấy không? Combo xong rồi xoay. Rất thốn ở cái chiêu xoay này. Lướt lên để cho cua tanh trụ. Cực kỳ kinh nghiệm. Tiếp tục gây đàm. Ăn hết bãi quái. Và tanh mấy phát trụ để cua tanh tiếp. Và cái trụ này sẽ bay màu nhanh thôi. Cua rất trâu nha anh em. Nếu mà có con cua này mà cứ đi cùng anh em đẩy trụ thì phải gọi là mê ly luôn. Nó tanh đam cho anh em. Xong rồi cứ việc vào mà đấm trụ thôi. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo trong cái pha combat này đây. Có thanh niên bị làm choáng rồi. Bay màu luôn. Và tiếp theo là ai? Tiếp theo là... Ui, đi luôn vào ngoại kính. Vân ngoại kính. Ui dồi ôi, bay màu luôn thanh niên support. 10 mạng cho LFK rồi. Một trận đấu quá ao trình đến từ vị trí của rừng. Anh em có thể thấy lao ra lao vào, di chuyển cực kỳ hợp lý. Và đây là một thức thần rất trâu nha anh em. Nói luôn anh em, thức thần rất trâu. Đồ ở bên dưới rồi nha anh em. Anh em có thể tham khảo đồ. Đấy. Càng phép, xuyên giáp các kiểu, có máu các thứ. Đã trâu còn trâu hơn. Ai chiêu cuối vào đứng im luôn. Vâng, không cho đép trụ. Và trận đấu đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Hãy like, share, đăng ký kênh. Nhớ để lại một comment ở bên dưới nha. Bye bye.